Thưa quý vị, gần đây trên cả nước xảy ra rất nhiều vụ cướp ngân hàng cực kỳ manh động và táo tợn. Sau vụ việc đối tượng ở Quảng Ninh liều lĩnh mang súng vào uy hiếp nhân viên ngân hàng với ý định cướp đi 1 tỷ đồng cách đây ít ngày, thì ngày hôm nay tại Thái Bình, một thanh niên đã vác dao quắm đi cướp ngân hàng và đã thực hiện chót lọt khi lấy đi 200 triệu đồng. Thông tin với phóng viên chào buổi tối, lãnh đạo xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, vụ cướp xảy ra vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, chi nhánh số 2 Vũ Tiến. Vào thời điểm trên, một thanh niên mang theo một con dao quắm và bình xịt hơi cay vào xịt hơi cay, đe dọa các nhân viên ngân hàng. Trước khi rời khỏi ngân hàng, đối tượng đã sử dụng một đồ vật tạo khói khiến cho các nhân viên bị ngạt phải bỏ trụ sở chạy ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn, thanh niên này đã lấy đi 200 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường và thậm chí đối tượng còn liều lĩnh dùng dao chống trả lại những người truy đuổi và chém bị thương một trưởng thôn ở xã Vũ Tiến. Hiện nay lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.